Bữa nay Madam Thương sẽ quay cho các bạn coi cái vườn rau nhỏ xíu rất là xinh xắn của hàng xóm nhà mình, chỉ trồng hơn một chục cái thùng xốp thôi mà rau quá trời tốt, thấy ham quá chừng luôn nè. Ê bồ, cái bắp cải tím này trồng khó hơn bắp cải xanh không? Bắp cải tím trồng nó cũng vậy nhưng mà nó lâu quên lắm. Ừ. Nó lâu rồi bắp. Nè. Lâu thì cái bụng cải xanh đó mà giờ bắp cái này là ông mua cây nhỏ hay ông gieo lên vậy? Mua. Ừ. 5.000 một cây, họ bầu bầu cái bầu về rồi. Ừ. Mà chỉ là để phân bò thôi chứ không có cái gì khác hết ha. Rồi sau đó tưới phân lạnh thôi mà vậy đó hả? Ờ, tưới phân lạnh. Trời. Giờ này không tưới nữa. Ừ, giờ gần ăn rồi, tết nước. Ăn rồi, trời ơi mấy cây thì là của bà cũng quá trời ngon luôn rồi nè, tốt. Cái lấy hột gieo không? Tôi cho hột gieo. Trời ơi có trồng nổi đâu, tôi trồng dễ bẹt ông ơi. Này bác ăn trồng gì nữa nè? Đấy hả? Tôi đang gieo thì gì cải bó xôi. À, xôi. Không có gì trồng lắm. Mấy cái này là ok rồi nè, tết rồi ăn ngã nào cho hết đâu. Rồi coi nè. Cái này được bao nhiêu ngày rồi ta? 20 ngày chưa ta? Chưa. Tết mới được 20 ngày cơ. Trời ơi. Chưa 10 ngày. Đây nè. 20 ngày lá nè. À nó 4 ngày. Tôi trồng thì tôi không phải trồng mà tôi phái cái lúc bị thu hoạch đó. Thu hoạch là phải. Thì là dễ trồng không không? Dễ, gieo lên. Đó tôi mới gieo. Còn đây nó rụng hột nó lên. Ừ. Để chừng nào mà tôi có đất tôi làm đất đàng hoàng đi, tôi cần cái tôi ghé ông tôi xin. Cái bắp cải này tết chân đẹp ấy. Ăn. Mẹ ba chồng còn đổ cá. Dạ. Mẹ thì trồng gốc. À gốc hả? Gốc còn phải có người xin mới được.